Xin chào mọi người, hôm nay mình tháo cái dàn lo mình mới ráp chừng tuần nay rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra vệ sinh và chuẩn bị gửi về quê, để ăn Tết. Đó. Bây giờ mình tranh thủ mình tháo ra mình quay cho các bạn xem luôn. Đây mẫu lo cũ mình đăng lên video hôm bữa đó. Đây, 3 tấc đôi và hai chép 450. Đây. Âm ly bên trong đó. Âm ly này thì mình ráp thôi chứ không phải là âm ly chợ đâu đó. 20 sò một bên là 10 con rồi. 8 tụ lọc nguồn, tụ Devo 100V 10.000 mAh đó. Và bộ mixer thì mixer chip dán chip ích đại IC4558 và toàn bộ là linh kiện dán toàn bộ. Thì eco thì cũng eco thường thôi, nhưng mà eco 3D chứ không phải là eco điều vợt đâu. Mình thì không thích điều vợt cho lắm nên gắn eco thường thôi, nhưng mà nó có hiệu ứng 3D nghe cũng rất là hay đó. Này là 4558 để mình IC4558 ý lộn IC 7805 để mình ổn cho con Bluetooth này. Mình nhầm nói lộn rồi. Còn cái cục biến áp là biến áp 30A, biến áp đây làm luôn đó. Đây là toàn bộ bên trong, giờ mình cho ra một nguồn nữa. Đây cho đọc nguồn không, 15V DC nè, 5A nè, để mình cấp cho cái mic á. Cái mic mình xài mic UGX10. Đây mình tháo rồi, mình chuẩn bị vệ sinh lại, chuẩn bị gửi UV. Cái này nó xài 12V DC chi bằng mình xài cái cục nguồn của nó mình muốn xài. Mình câu từ âm ly qua để cấp nguồn cho thằng micro này chạy luôn. Đây bây giờ đó là cái này nó lớn quá, hát lớn quá. Mình nhích lên chừng 40% là nó hát quá vậy lớn rồi. Mình mở lên chừng 80% là nó có hiện tượng bể tiếng. Bây giờ mình sẽ giảm lại cho nó nhỏ lại một xíu. Giảm hai con điện trở hồi tiếp lại, mình giảm lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt video vào đây và làm xong rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, mình làm xong rồi các bạn. Đây mình gắn hai con điện trở nè, hai con điện trở chỗ hồi tiếp 4558 nè, gắn cho nó nhỏ là nó xài 10 kg và gắn 4 kg 7 vô. Rồi giờ mở test thử ấm vô tia rồi. Kia 7 giảm xuống còn 1 kg luôn. Bước 1 kg luôn. Này mới 50% là nghe muốn điếc tai mọi người. Nó đỡ một xíu thôi. Giờ nó giảm đi sợ xuống nữa. Kia mình chở 1 kg. Một ký đâu rồi? Nó lớn quá mình xài không có hết. Dước mình cho thê các bạn không biết, còn quất lên 70% nó đứt chép hết luôn. Rồi. Để vô cái đế nha.
hai gắn hai con 1 kg vô. Hồi nãy là 4,7 kg, giờ 1 kg. Nhỏ lại. Hồi nãy là 40% là nghe quá vậy lớn nè, giờ 40% nghe đã tăng lên. Rồi ok thì tạm được á. Thử số von nguồn ra. Bây giờ là mở trên 80% là ok, là nghe vừa là vừa nghe rồi đó. Về quê là bắt được nghe đó. Thì mình thử số von. Nó ra được 40 von AC á. Ra ghê lắm. Rồi bây giờ mình chỉnh qua nấc AC 50 V. Rồi còn để ý nấc 50 nha. Nó lớn lên. Rồi vậy là ok rồi đó, mở maximum là vừa nghe luôn, lên chừng 30 V AC. 30 V là ok à. 40 V là lên 40 V, 40 V là chắc cháy chép á. Hôm bữa mình cho thuê, mình cho thuê nên khách người ta không biết á. Mình chỉnh có 40% cho người ta hát à, là vừa nghe. Lúc mình về người ta chỉnh lên chừng 70%, nghe lớn quá trời lớn. Bóng đèn ở đây mình để bóng đèn mà chốt theo nhạc ở đây á là cháy hết bóng đèn luôn. Cứ còn một bóng đèn thôi. Mình để bốn bên mà còn một bên đây sáng thôi. Cháy hết luôn. Còn cái chép thì nó đi hết một cặp luôn. Đó, cái bóng đèn trên đây nó cũng sắp cháy một bên luôn. Mở quá trời lớn các bạn, phá hư đồ hết. Bây giờ mình hãm lại mở maximum là vừa nghe thôi. Mở maximum là tối đa công suất của nó thôi. Bây giờ là mở sức maximum là nghe ok rồi đó, là đứng gần cái lo là dỗ bung quần á. Đây bây giờ là yên tâm mà không đứt chép nữa. Nhưng mà cái này mình để bên volume nhạc nè, mình để 50%, volume nhạc mình để 50% là hát bị lớn nữa thôi. Còn mình mở cái master maximum nè, mình mở nhạc lên lớn nữa là nó còn lớn nữa đó. Bây giờ mình để mình cân chỉnh hết rồi. Cái này 50 nè. Mic 50.
beat 50, nhạc 50 là hát vừa ok, là chuẩn chuẩn hát luôn á. Là mở cái này lên chừng 60% là hát được luôn á. Không cần chỉnh cái gì nữa. Này 50, 50 50 hết là chả hát được. Không cần chỉnh nhạc chỉnh gì, chỉnh nhạc lên mic lại nữa. Mình cân chỉnh hết rồi. Rồi, bây giờ cái này mở maximum là vừa nghe đó các bạn. Yên tâm. Hổm phá hư chép hết nhờ mới quán cặp chép mới. Chép 450 mà còn đứt nữa mọi người. Ghê lắm. Chỉ có con bass này cũng nó cũng sống thôi. Cái bóng đèn ở đây nó cũng cháy luôn. Chép cũng đứt luôn. Hát công ty mướn, công ty thuê hát tất ăn tất niên á. Hát nó sung lên nó quất chừng 70-80%. Mình đi cái mình đi là lấy cặp loa về mình thấy volume này lên tới 80% là mình nghi rồi, mình nghi có hư đồ rồi. Đem về mình bắt lại cặp chép đi. Cái bóng đèn anh đi hết luôn. Vô thì có 300 ngàn mà sửa cặp chép lại. Giờ cặp chép mất gì này, cặp chép làm lại rồi. Âm ly thì mở thì nó không có 7 tiếng đâu, nhưng mà mở lớn quá nó phá hư chép hư đồ hết. Thì công suất đồ mình sợ cũng không bền nữa. Công suất 20 sò lắm rồi. Không mở tối đa luôn, mở la rồi mấy ông nhậu mà không la. La hét rồi hú nữa. Trời ơi, phá hư đồ hết luôn. Nó 8 tụ, tụ xịn luôn mọi người. Tụ này một cặp tới là 200-250 vậy. Thôi anh mua nhiều á, cũng không có nhớ nữa. Như một cặp 100 mấy, 200 mấy vậy đó. Nhưng mà tụ là đúng chỉ số luôn. Mình đi mua là mình lấy cái đồng hồ theo. Đây, mình đi mua tụ là mình lấy cái đồng hồ theo luôn nè. Đúng chỉ số mình mới lấy. Tụ xịn luôn á. Nó chỉ là nó để 10 mf, mà đo thực sự nó 9000 mf thôi. Đúng là được 10. Nó sai số, nó còn phần sai số. Đây. Cục biến áp 30A là quá là dữ rồi. Nó để kẹt hết đồ luôn nè. Thì ba mạch này á mình lấy trên Sóng Việt Audio chứ không phải là mình sản xuất ra đâu. Lấy trên Sóng Việt Audio trên rồi mình ráp thành. Cái giá thành nếu như mà bo mạch mình mua mạch không á là hết 2 triệu mấy gần 3 triệu rồi. Bo mạch không tính tủ nha, tính bo nguồn nè. Bo mixer hai bo công suất là hết 2 triệu ít 3 triệu. 2 triệu 7 3 triệu vậy đó, không nhớ. Còn cái cục phân phô là mình quấn luôn. Tủ. Chỉ là mình mua trên Thống Việt chứ là hai cái hai bo mạch và mixer chip dán rồi vậy hết rồi, còn toàn bộ là mình làm đó. Cái mặt cũng là bên Sóng Việt luôn đó. Cái này mình cắt Bluetooth chứ thật sự nó không có Bluetooth này á. Thì đi nếu như mình mở cái vỏ ra mình mắc được 10 mét, còn mà mình đóng cái vỏ lại nó đi khoảng chừng 7 mét, tại vì cái vỏ nó có mát á, nó cắt đứt cái sóng, nó không sống nó được, không có được tốt nữa. Cho nên á mình đã hát ok mình có một biện pháp như vậy. Đây, cái này là cái Bluetooth rời nè. Bây giờ mình không xài Bluetooth trong đây nữa mà mình sẽ xài Bluetooth bằng cái mình sẽ xài Bluetooth rời. Mình cái USB Bluetooth này mình cắm vô. Cắm vô là nó tự động nhận luôn. Đó, không cần cắm dây gì nữa. Bạn cắm vô rồi kết nối cái này là cái hát được rồi. Nhưng mà cái này được cái là nó đi hơn 10 mét đó đã. Thì mình cho thuê là mình hát cho người ta hát này không à. Mình hát này là hơn 10 mét á. Tại vì nó anten nằm ngoài nè, nó không có bị mất sóng. Mà cái này đời mới nữa. Này nó mới ra đây thôi. Bluetooth nó cũng là hãng Đông Lê luôn. Đông Gơ á. Hãng mới ra. Nó cái là cái mẫu này là mẫu mới ra, còn mẫu cũ là mẫu giòn vuông á. Bầu bầu á là mẫu mới ra, còn này là đời mới ra sau này, này kia là đời trước chứ đó. Bác sai vậy lắm, này là biện pháp cấp cứu. Còn cái này là đi hát mà nhiều người quá, là trong mặt này á nó cũng có Bluetooth mà hát nhiều người quá nó người cản sóng á, nó dập nhạc. Mình xài cái này là không bị dập luôn. Đó, cắm vô là tự nhận luôn, đọc không? Đẹp quá. Đó, cái này là anten Bluetooth nè.
mình để anten mà nó còn bị dập nữa đó mọi người. Mình chĩa ra anten Bluetooth riêng nè. Đó. Giờ mình gắn cái anten Bluetooth vô nè. Hồi đó là mình gắn cái Bose Eco Reverb. Nhưng mà mình gắn vô thì mình không có ưng ý, nghe nó dở quá. Cho nên nó dư một lỗ. Mình phan đẩy lum Reverb á. Nên mình bỏ ra nên dư một lỗ nè, nên mình tận dụng mình gắn anten luôn. Gắn anten Bluetooth luôn. Đó. Bây giờ lại gắn anten Bluetooth vậy. Đó, gắn anten Bluetooth. Rồi. Bây giờ mình sẽ ráp vỏ vào và để vô thùng thử test lại cho các bạn nghe chất âm. Giờ mình nói trước là nghe ở bên ngoài á thì không có hay đâu, tại vì á cái chép mà một cái là nó vô điện thoại nè. Nó vô trong điện thoại là nó bị xé. Giờ còn cái nữa là nó vô điện thoại nó tạp âm rất là nhiều cho nên không có hay. Mình muốn cảm nhận là cảm nhận bên ngoài thì mới hay được. Còn vô thâu điện thoại nó chỉ có tiếng tạm ổn thôi. Cũng tùy theo điện thoại nữa. Điện thoại mình nó điện thoại cũng loại chung thôi, không phải là cao cấp, nghe tiếng thâu vô nghe cũng dở lắm. Thì muốn cảm nhận là phải nghe bên ngoài mới được. Nhiều khi thâu điện thoại lớn quá nó bị 7 tiếng rồi, điện thoại nó thông nổi nó 7 tiếng rè. Nhưng mà bên ngoài thì không có rè. Đó, cái này mình nói trước. Rồi bây giờ mình đóng nắp lại và mình sẽ cho vô thùng và test lại các bạn nghe. Rồi. Dạ, sẽ gắn mít được. Mình xài hai cọng dây Canon. Câu dây Canon trước. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn nó luôn nha. Đây, mình xài con dây nè. Cắm vào đây, 1 em. Đấy. Còn dây còn lại mình cắm vào đây luôn. Đấy, cái này là mình từ âm ly ra luôn nè. Mình không xài nguồn rời để cho cấp cho cái này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cắm điện. Rồi, nó chạy vậy đó. Yeah. Rồi. Cha nắng quá, mình sẽ quay vô là. Đó. Mình thấy chưa? Nó nằm trong quá, mình kéo ra cho nó đẹp xíu. Đó. Mic USB 10. Reset tần số được. Đó.
Đó. Rồi. Chín like. Rồi giờ cắm USB vào cho nó hát. Đó, bây giờ mở 40% là nghe tụng nó xíu à. Maximum lên là nghe ok. Đó, mình cho thuê là giữ cách này thôi. Like kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.